Xin chào quý thân mến, hiện tại thì em cái đang con đường đi vào cái túp lều của cháu Trà. Hôm nay thì em cái lại tiếp tục vào đây để thông báo lại nhận thêm hai khoản quý của các cô bác gửi đến thì vào thông báo cho cháu Trà biết là tổng thể cái quý của cháu Trà. Hôm trước thì em cái cũng tổng hết cái quý của cháu Trà là được 41.150.000. Lại nhận thêm hai khoản nữa thì mình cũng về thông báo. Tiện cũng vào để thăm cháu Trà nhé. Hôm nay đi vào bên trong ấy thì trời thì nắng mưa thất thường. Lúc vừa nắng vừa mưa cơ. Ủa, có ai bạn? À, chào em. Chào anh. À, em vào, chào Trà. Đây là, cô bác nghe, không biết là cô bác biết không? Đây là cũng là em vào. À, em vào là cái người trước kia đã giới thiệu cho em cái mới vào biết đi cái hoàn cảnh của cháu Trà. À, hôm nay thấy em và mi vào vào để thăm Trà thôi. Vào thăm Trà xem video của em Trà. Vào thăm em Trà. Vào thăm em Trà thôi. Xem thôi thôi bây giờ tức là hôm nay anh vào đây thì cũng muốn về thông báo quý của Trà ấy. Vâng. Hiện tại thì em mình cũng đã nhận thêm được cái khoản quý Trà. Hôm nay thì chú vào đây cũng nhận thêm cái hai cái khoản quý cô bác gửi đến cho cháu, chú thông báo cho cháu biết nhá. Vâng. Đi hôm trước thì cũng có tổng rồi với cái quý của cháu Trà, bây giờ cũng có thêm hai khoản cô Ngân con Tu Nam Cha cháu Trà. Yeah. Bà Liếu Hưng Thành Tuyên Quang 200 làm nhà cháu Trà thì tức là hôm nay tổng nhận được cũng là 700.000 cộng thêm với hôm trước là 41.150.000 thì hiện tại cái quý của cháu Trà cũng nhận được là 41.850.000 đi nhá. Tổng cái quý hôm nay cũng nhận thêm được là 700.000 nữa hai. Tức là hai cô, cái cô Ngân Co Tu là 500 ấy. Bà Liếu Hưng Thành Tuyên Quang là 200 thì tổng hôm nay chú về lại về thông báo cho cháu là cũng được 700.000 cộng với hôm trước này. Hôm trước cũng là được 41.150.000 rồi. Thì cộng thêm với 700 đấy thì bây giờ được 41.850.000. Hiện tại cái quý làm nhà của cháu Trà là tem anh em mình cũng đã nhận được về là 41.850.000 nhá cô bác ạ. Cũng về thông báo cháu Trà. Biết cháu có cái đô lơ gì cảm ơn các cô bác không? Có. Thế nhìn vào can này mình cứ cảm ơn các cô các bác các ông bà ấy. Cháu rất là cảm ơn các cô. Các con cảm ơn bà đã gửi tiền về cho cháu. Đủ để làm nhà. Cháu không biết nói gì hơn. Cháu chỉ có cái đô lờ cảm ơn như thế thôi ạ. Cháu có đô lờ cảm ơn các bà như thế thôi ạ. Các ông bà ấy tức là... Cháu cứ nhìn vào đấy mình nói đi, bảo cháu có cái đô lờ cảm ơn các cô các bác như thế thôi. Cháu rất là cảm ơn các cô các bác cũng được. Cháu rất là cảm ơn các cô các bác. Đấy mình chú ở cháu này lúc nào ấy cháu cảm ơn thì cháu hay hướng về nhìn vào cam phải không? Ừ. Cứ nhìn đi vào cam ấy kiểu như mình cảm ơn, không được phải nhìn vào hướng khác kiểu như mình thế này mình không tôn trọng các quý khán giả các cô bác ấy. Thôi nhá, chú dần dần thôi chú sẽ bảo cháu cũng như quên. Cô bác ạ, hôm nay thì em cái cũng về thông báo cho cháu trả thêm cái nhận thêm cái khoản quý này ạ. Thì em cái cũng thay mặt cháu Trà và cũng rất là cảm ơn các cô bác, các bác, các ông bà, tất cả quý khán giả cũng luôn luôn đồng hành cồng kênh hoặc là cái hoàn cảnh của cháu Trà gửi thêm cái khoản quý để cho đủ cái kinh phí để làm nhà cho cháu Trà. Thì hiện tại cái nguồn quý của cháu Trà ấy muốn làm nhà thì đủ thì không bao giờ chưa đủ đấy các cô bác ạ. Nếu mà ở ví dụ ấy ở đường cái kiểu như là ở gần thì có thể mua tạm được vật liệu, tức là vật liệu nó chỉ gạch này, xi ma đá, nhưng mà tại chỗ đấy thôi, có khi còn tiền cước các kiểu nữa cơ, vẫn có rất nhiều. Nói chung là cái chỗ này so hiện tại làm nhà thì vẫn chưa đủ, thì anh em mình cũng đã rất là mong, thì em cái cũng rất là mong tất cả quý khán giả các cô bác nếu mà hãy đồng cảm với cái hoàn cảnh của cháu Trà, mỗi người một viên gạch một bao xi để góp đủ cho cháu Trà có một cái ngôi nhà để trên nắng trên mưa. Bây giờ cháu cũng rất là mong rồi thì qua đây em cái cũng rất là mong tất cả quý khán giả nếu mà đồng cảm với hoàn cảnh gia đình cháu ấy, thì có gửi thêm thì lúc nào đủ anh em sẽ tiến hành coi như là làm cái ngôi nhà để cho cháu Trà nha cô bác ạ. Bây giờ thì em cái vào đến đây cũng thấy em và nha, biết là có muốn nói chuyện trò chuyện với em Trà. Em và thì đây có không có ghế nào nhỉ? Thôi cứ mình cứ ngồi đấy, hai anh em cứ ngồi đấy để đây Trà cứ ngồi đây để cho chú ngủ tạm đi. Thực sự là cháu Trà vẫn chưa có ghế nào, nhưng mà thôi để mấy hôm lúc nào anh em mình đã tính xem là sắp xếp lại vào đây bố trí. Mình mua tầm 2-3 cái ghế nhựa ấy, thì anh em mình vào để có khách vào thì ngủ nó sẽ tiện hơn. Nhưng mà cháu Trà túi lều cũng hơi bé thì có khách vào mình toàn ngồi trên dừa ấy. Thì
em cứ vào lâu lâu quá, chắc từ cái hôm mà đưa anh ấy giới thiệu anh biết cái hoàn cảnh trả xong thì vào đến đây. Lúc đó thì em cũng được cái cô bác cũng gửi thêm một ít tiền ấy. Đúng. Thì lúc đó thì anh cũng định vào trao cho em, nhưng mà nghe bảo là em đi làm rồi thì anh cũng trao cho anh Chứ ấy. Không biết là anh Chứ có đưa cho vợ em có dặn không? Có à? Vâng. Lúc em về có dặn bảo là đấy là có được cái cô bác cũng biết là em cũng giới thiệu cái hoàn cảnh của cháu trả thì anh mới vào đây. Vâng. Thì các cô bác cũng đã hỗ trợ cho em vào đấy một ít để tiền xăng xe thôi. Thì em cái cũng lúc đó thì trao cho anh Chứ ạ. Sau thì dạ anh Chứ sẽ đưa cho vợ em vào. Xong thì không biết là vợ em, em vào em cái hỏi em vào bảo là cũng nhận được cô bác nhé. Nhắc vào đây để thăng trả. Vâng, thăng trả. Xem tay có khổ chưa? À, tức là em thấy xem video vẫn thấy chả đau tay vào phải không? Đau tay không chả đau bụng nữa. Bầu cảm xem đó cho nó khổ chứ. À, thăm một lúc nhé. À, cũng vào thăng chả vào xem. Thực sự là chắc em vàng cũng hay theo dõi xem video ấy, cái hoàn cảnh của cháu chả. Mình biết là cháu chả không bị đau tay. Thế bây giờ tay mình có đau nữa không em? Là cháu? Đau bé không? À, vẫn đau bé bé thôi phải không? Ừ, kiểu như đau thì vẫn đau bé thôi. Đau bên xương bên trong đấy ạ. Tức là chả đấy, hôm đấy thì bảo đi lấy rau lợ hay là đi làm lấy củi gì ấy thì mình ngã, hôm đấy đi làm việc xong hay anh em già đi xong thì bị trượt chân ấy, ngã xong thì tai bên này nó đập vào đá ấy. Thế em vào thang chả em vào lâu chưa? Vào lâu ạ. Vào lâu rồi à? Tiện nhà cứ từ nhà lên thang chả hay là còn tiện đi bên ngoại hay là như thế nào? Đi bên ngoại đấy. Đi bên mẹ vợ bên ngoại đấy phải không? Vâng. Vì em vào thì cũng lấy vợ ở bên khu gần cháu trả ấy, nhưng mà ở bên trong đấy nhá, nhóm bên trong từ cái chỗ này đi vào cháu mẹ vợ của em vào thì xuống 700-800 mét gì đấy hả? Thế bây giờ chả có thế anh này vào thấy vui không? Vui. Vui lắm hả? Vâng. Thực sự là một người anh ấy cũng trước kia em này cũng là em vào là người giới thiệu ấy, thì em cái mới biết cái hoàn cảnh của cháu trả mới về chia sẻ mới được các cô bác hỗ trợ. Em ạ, cái hoàn cảnh của cháu trả cũng rất là khổ. Từ lúc anh em vào chia sẻ thì cũng cháu trả cũng là rất là may mắn này, lại được cô bác yên thương giúp đỡ. Hiện tại cái khoản quý thì cũng được 41.850.000, nhưng cái chỗ đấy so hiện tại nếu mà muốn làm này, nhà thì không thay đổi được. Thì anh em cứ đang cố gắng cứ làm cái cầu nối ấy, hay thường xuyên về vào chia sẻ này, vào chia sẻ cái hoàn cảnh của cháu trả ấy, để cho cô bác biết cái hoàn cảnh của cháu trả là như thế nào. Nhưng mà đây là cũng do duyên phận đâu cô bác ạ, duyên số rồi. Mình có duyên với cô bác thì có thể sẽ có, nhưng mà dần dần anh em mình sẽ cố gắng làm cái cầu nối ạ. Thế em bà cũng vào đây, em thấy chờ với trả. Thế anh vào đấy thì chắc mình cũng đã bị đau tay, thế này có chuẩn bị cái bữa cơm gì thì mời anh không? Không cần, không cần cơ đâu. Xem mà em... Tức là vào thang em này thang không, thang không thôi. Tức vào thang không là không cần phải trả phiền trả làm cơm gì phải không? Vâng. Đây em vào là một người cũng rất là nhiệt tình, kiểu như là cũng biết cách để như hoàn cảnh nó khó khăn như thế không cần phải cơm nước gì. Thôi trả bây giờ nhá, chú nói với cháu này, anh vào là một người kiểu như trước kia cũng là giới thiệu thôi cho anh em mới vào đây, nhưng mà sau này mình lớn thì có gì mình cũng luôn nhớ ơi. Những người mà đã từng giới thiệu này, người khác về giúp mình thì mình đi đâu có một lời nó kiểu như chào nhau phải không? Mình không lời chào lời nó không mất tiền mua mà phải không? Mình gạt mình cứ chào đàng hoàng để tử tế, không được bảo là ví dụ là sau này cứ ban đầu mình đã quen biết với nhau rồi sau này gạt ngoài đường cứ tưởng là kiểu dạng những người lạ không quen biết thì không được phải không? Em vào thang cháu trả ấy, hiện tại bây giờ so với trước kia lúc em giới thiệu anh em mình vào thì cái túc lều của cháu trả nó khác như thế nào không? Bây giờ là thì... mua các đồ các thức. Tức là bây giờ trước kia là cái chỗ này á mình đang ở đây phải không? Vâng. Bây giờ đang là rộng một tí. Bây giờ làm cái phần đua ra cái phần trái bên này ấy. Vâng. Nó khác hơn nhiều. Thế đây là cái dừa này cũng là cô bác gửi tiền đấy, xong thì anh mua vào cả 100 màn gỗ nữa. Tức là tiền của các cô bác này, cái hòm này là cô bác cũng gửi đến. Đây đồ đạt của cháu trả cũng trả. Có nhiều rồi, khá nhiều, tức là đồ nổ liên số cháu ấy. Đây vẫn có đấy nhá. Trước kia thì lúc là em đưa anh vào ấy, chỉ có một cái nồi thôi. Một cái nồi với hai... Tức là một, hai cái bát nhựa ấy. Lúc hai chai nước đồ. Hai cái chai hành nước, bây giờ có một cái can đây này. Có cái can, cái kiền này. Nên là đồ của cháu trả bây giờ cũng nhiều ấy. Thì
anh mới bảo cháu chả hết, bây giờ không được phải đi đâu ấy, kiểu như là có mình có đồ nhiều ấy. Ừ. Mình có đồ nhiều mà ở nhà sẽ có xe đồ sóc. Ừ, tức kẻ sợ kẻ chọn kẻ người xấu về lấy ấy. Ừ, thôi, bây giờ về hôm nay em cái vào thấy em bà cũng vào thang cháu trả ấy. Thì bây giờ chắc là cũng vào lâu, hai anh em cũng đang tân sự đấy. Tiện hôm nay mình vào tổng với quý cái thông báo cho cháu trả biết gạt được cái người ân nhân, tức là người này người ân nhân nhá, để giới thiệu cho anh em mình biết trước đây. Anh ơi, dạ. Em xem video của anh có bác chữ em này, em mới đi, đi bác nói chuyện một lúc. À, tức là em thấy trong video á thì bác dù của trả cũng hay chửi trả ấy. Vâng. Thì em muốn vào đây cái như khuyên phải không? Vâng. À, muốn lên tận nhà bác để mình khuyên nhủ bác vài câu phải không? Vâng. À, thực sự là em vào cũng lại là muốn lên nhà bác dù của cháu trả coi như lên đi có lời khuyên ấy. Thấy trong video thì bác cũng hay vào lấy đồ kiểu như hai nó này nọ ấy, thì thôi bây giờ thế mình lên nhỉ. Anh em mình đi lên. Không biết là bác có ở nhà không trả? Có. Có ở nhà không? À, đi. Mỗi người kiểu như ấy, ví dụ là em vào đi có thể khác hơn em cái thì hàng ngày nào cũng vào đây mà lờ mình nó kiểu như là vào nó nhiều quá đây lại không có giá trị gì hết, kiểu như là cái tiếng nó mình nó cũng nói nhiều rồi bác cũng không nghe. Còn những người khác kiểu như người ngoài ấy vào thì bác cũng nể hơn nhiều. Bây giờ chắc là nhà bác ở nhà. Bác ở nhà bác dù của trà không biết là em vào đây đi vào nhà lần nào chưa? Vào một lần thôi. À, tức là trước kia mình vào lấy vợ đây thì cũng vào nhà bác một lần phải không? Vâng. À, mình sẽ đi lên. Em vào xem cũng video của em trả lấy củ ấy. À, thì em thấy cái em trả cũng lấy củ về cho bác phải không? Vâng. À, chắc em cũng khổ rất thương. À, rất khổ. Em vào cũng rất là thương những trẻ mồ côi ấy. Bây đầu à? Ai? Chào chú ạ. Ủa, nhất chê à gì? Đây chào bác. Đây này, chú đang ở nhà. Hôm nay vào thì chú ở đây nhà mình ở nhà thôi à? À, không nhớ chết rồi. Hả? Chả lấy ngồi đây. Không, ấy, đi. À, chả lấy cái kiểu như có khách vào thì mình mời ấy, mời khách ở đây, mời anh à. Thôi thì cháu cứ ngồi đây. Để chị ơi, dọn ra đi. Bây giờ cho anh em mình ngồi gần vào tí, ngồi sát vào tí. Thì bây giờ hôm nay thì em cả không à. À, cùng em vào kiểu như hôm nay vào mình thông báo phí thôi nhé. Em vào muốn lên đây thì mình cũng cầu lên đây ya sĩ à nhá, nó như là không trả nó đủ cư này thì nếu là trả cho nó mua mình lo lúi à xin đó bé phụ ấy mua lo lúi đó bé phụ xin à nói cho cái tin đến tệ thế chụp bỏ phí riêng thì hôm nay mẹ thì lo mà lo trả ít bé bà mua mà bỏ phí riêng hôm gì bỏ gì nhà trẻ tú mẹ thế à ta thì chỉ chơi là do mà chỉ chơi, chỉ học chơi thôi, nên là học chơi nhưng mà chỉ có chỉ chơi à. À, mỗi chơi hết được cái phút này, của mềm chỉ sợ. Ủa xí, chỉ quên nhá, quên nhá, nỉ vì à, nỉ mốt ra thì mốt tệ mà. Mốt tệ bắt đầu thế. Bắt tuần rong chơi. Chỉ còn rong phu mà mua. Ờ, chỉ chơi số chơi này nhá. Học chơi là cái ở trong bữa ở bữa sợ, chỉ số chơi mềm mềm. Nhất bị lúc chơi thì chỉ chơi là nó. À. Mình là chơi à? Bỏ mình chơi hậu video mẹ hậu. Mày mày cậu mày. Bỏ mình chơi video hậu thế này à, nó hãy ở tàu lịch sẽ là lỏ này, số trẻ như thế. Đi à, em vào vào trực tiếp thả bác ruột cũng có cái đôi lời muốn khuyên nhủ bác, quả là từ nay về sau bác có cái nghiện, không được hát hủ kiểu như trừ ấy. À, cháu trả thì bác cũng đã bảo là hứa lần trước thì bác cũng có rượu về hay nó nhiều nhưng mà hôm đấy thì bác đã chuẩn bị là nhà đã có khách ấy, đang có cái lời hứa với em và thế này. Thực sự là em cái cũng rất là mong bác cũng hay giúp cái nghiện nhưng mà từ cái hôm mình vào bác bây giờ không có khách thì kiểu bác cũng không vào ít khi vào đấy rồi ạ. Mỗi người có thể vào đây có một cái lời nó để khuyên nhủ nó có thể khác hơn. Em cái vào nhiều nó nhiều đâu lúc này bác cũng không say rượu thì không vấn đề gì, lúc say rượu bác bảo là thôi mình đã là thôi quên rồi, đã cách kiểu như mình đã quên thế rồi. Đây ấy giờ chi à xin mấy giờ từ ít túi à rồi đi thả tiền thầy xin mà nhiều giờ tù à y cho à tế lò khía trả ấy. Và là người giới thiệu trước kia cái hoàn cảnh cháu trả ấy thì cháu mới vào đây mới chia sẻ cô bác mới biết đến. Thì thực sự hôm nay em và muốn vào đây để khuyên nhủ cho bác một câu vì thấy bác rượu vào hay nói nhiều thế này thì thấy cháu trả cũng rất là dễ thương ấy.
kiểu như không có người thân để thương này, không có người thân để giúp đỡ. Thì và muốn có một lời để khuyên nhủ bác từ nay về sau, bác ở riêng này không cần phải làm phiền trả, kiểu như là không phải gọi trả đi làm như Việt Nam nhá. Ý là sự nửa hài mới là nửa hài thì có xin để đi mà hỏi tế hóa lĩnh nha này, rồi xí xót cư nâng đau này, cư mà chỉ đông lòng này hóa lĩnh nha mà có xấu phú của nâng đau đấy. Ở lầu dù tránh nhảy đấy nhó. Tránh nhảy chạy cuộc này, ồ mèn gì á, tí lô tỏ tu ấy. Thì em và đang bảo là thôi, không tầm tuổi trong cháu trai để cho làm mình nhẹ một tí ấy, kiểu như một phần là do mình thiếu chất dinh dưỡng này, do ăn uống không đầy đủ chất này, xong rồi là Việt Nam quá lại cứ cò ấy, không bao giờ lớn được. Nó bảo là bây giờ không cho cháu bắt cháu để làm Việt Nam, cháu còn lớn lên được, nhưng mà cứ bắt làm lại thế này thôi, kiểu như mình không lớn được ấy. Thực sự là một phần cũng có do mình đi thiếu, ban đầu mình thiếu chất nhá, không có đầy đủ ăn các món để không có cái gì để ăn đảm bảo sức khỏe, xong rồi lại làm Việt Nam đấy. Lúc đó thì 13 tuổi, tầm tuổi trong cháu trả do so với cả cháu ở dưới xuống thì nó 9-10 tuổi thôi. Nhưng mà bà con thì vùng cao thì mình chỉ ăn mình men với nước lá, đôi lúc là bữa no bữa đó. Thì 13 tuổi, tầm tuổi này thì đôi lúc của bác thì mình, bạn thân em cái cũng thế mà mình nhìn mình cũng không thể tin được đâu. Thật mà cháu trả nếu mà có gia đình, có bố mẹ, có người thân thương thì có khi 13 tuổi nó lớn và cao một tí. Nhìn so với em chứ 14 tuổi em đấy là chỉ có 14 tuổi, nó cách với cháu trả 1 tuổi thôi. Nhưng mà có cao hơn rồi, cao hơn cháu trả mà nhìn con người nó sẽ dám, người nó cao, nó lớn rất nhiều. Thôi à, giờ chị nó bị lò hà ly chứ, giờ chị xót xa dài rồi. Má lò nhìn đi dù chỉ hay đơn giao chí nào thế? Chỉ chí đó, xin lỗi, ô tò chả xa chả, chỉ dù à? Chỉ dù à? Chỉ dù à? Bác mà. Chỉ tò khá này, nên mô lò thứ, nên thứ lô tò ấy, nên ô xin gì sao? Ô xin, chỉ thích lô tò ấy. Thích lô tò, bà thích lô hành chứ. Đây là lời hứa của bác ruột. Bác cũng đã hứa hết là từ nay về sau bác không bắt cháu trả đi làm công việc nạm với nhau này, không phải bác đi cháu trả đi làm việc cho bác nữa. Kiểu như cái hôm mà bác bận ấy, công việc không làm kịp được thì cháu trả, kiểu như mình thấy ấy, kiểu như bác làm không kịp cái tự ý đi giúp thì cũng đi thôi, bác không phải làm phiền về gọn nữa. Thế này bác đã hứa với em và thế này em cái cũng mong là từ nay về sau mình vào cái hoàn cảnh ấy, bác cháu sống với nhau để hài hòa thoải mái. Vì bây giờ cháu trả là tuổi ta còn nhỏ, sau này ví dụ mà cháu trả lấy vợ cái gì cũng phải cần phải gọi đến cái bác ruột. Thực sự là cái phần đấy là tuy lúc mình mau thuống xảy ra cũng xích mích cũng sẽ có, nhưng mà cái việc quan trọng đại về cái trong gia đình ấy, sau này mà mình lấy vợ lập gia đình này, hoặc là có đến ngày lấy ngày Tết cũng phải gọi đến bác là người có thể về làm cái thủ tục, cái phong tục của mình ấy cũng có. Thôi em cái cũng rất là mong vì trường hợp này sau này mình sẽ đi mà cho đi nhá. Ơ nhớ trả lời hết lòng đi hả đi nhá, chị mà nói cho đi hả lột thấy rồi nhá, chị trả nhá đi hả. Đây bây giờ bà nó vào khuyên thì bác nó có thể thay đổi cách rất nhiều. Ơ hả đi nhớ trả chị hả nhớ ý chị tết mùa. Bây giờ anh em mình sẽ về nhỉ. Em và trước kia thì chả cũng lúc này em đưa anh em mình vào thì lúc đó bác đã bận đang có khách làm nhà ấy, thì bao nhiêu việc tức là bao nhiêu công việc thì nhà cụ lấy củ các kiểu vào đấy chả cũng hay lý một ngày chả cũng hay đi lấy 1-2 chuyến củ để tích trên đỉnh ấy, cái khe đấy xuống này. Lúc anh vào đây thì anh thấy bác gạt chả cũng vác một bó củ rất là nặng 40 cân cơ, 40 cân đó. Đi trên đỉnh đấy chả vừa bảo là đi sáng sớm tầm 7 giờ mình đã đi rồi, xong 11 giờ mình mới về. Tầm 11 buổi thì mới về đến đấy. Thế em bây giờ về thăng trả thế này đi, em đi về chưa? Chưa. Chưa? Vâng. Em còn đi bên ngoại phải không? Bên ngoại. Vẫn vâng. Chưa đi sang bên nhà mẹ vợ phải không? Vâng. Thôi chạy. Tha trở một tối mới đi. Tức là vào đây thăng trả một lúc xong rồi đi sang nhà mẹ vợ chơi một tối mới đi. Vâng. Đây cô bác ạ, hôm nay thì em cũng về thông báo cái quý tổng cái quý của cháu trai thế này cũng bất ngờ cũng gặp được em vàng. Thì hiện tại em vàng bảo là lắc nhưng em còn đi sang nhà mẹ vợ ấy. Thì em cái có việc bận lại đi về chỗ khác, kiểu như em cái đi về nữa thì em cái xin phép dừng video tại đây ạ. Xin chào quý khán giả ở cái video tiếp theo.